sự giàu có dành cho bạn. Thực tế, sự giàu có đang hiện diện từng ngóc ngách trong vũ trụ này. Sự giàu có đang tồn tại xung quanh bạn. Sự giàu có đang hiện hữu trong tầm tay bạn. Bạn chớ có nghi ngờ về điều đó. Bạn có thể kiểm chứng thực tế như sau. Hãy bước ra khỏi nhà và đến ở ngã tư đường, chính nơi đó, chính các ngôi nhà hiện diện ở vị trí đó, có giá trị hàng tỷ đồng, thậm chí là vài chục tỷ, hay vài trăm tỷ đồng. Những người sở hữu những ngôi nhà đó chính là người giàu. Tiếp tục, bạn hãy nhìn những chiếc xe ô tô, xe vận tải đang chạy trên đường. Những chiếc xe đó trị giá hàng trăm triệu đồng, vài tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng. Bạn hãy mở tầm mắt của mình ra mà nhìn nhận rằng, có vô số người giàu đang hiện diện xung quanh bạn. Họ đang làm việc và trở nên giàu có, thì bạn cũng hoàn toàn có khả năng đó. Đừng bảo họ có thần linh phù hộ. Nếu họ không cố gắng, thì chẳng có vị thần tiên nào đến để giúp họ có nhà hay có xe đâu. Vũ trụ vốn dĩ rất giàu có và công bằng cho tất cả. Tuy nhiên, sự khác biệt tạo nên là do thái độ và tâm trí của mỗi người. Người có tư duy tích cực và nỗ lực hành động thì giàu có. Người có tư duy tiêu cực, đổ lỗi cho hoàn cảnh thì luôn bất thành. Nếu bạn muốn thì cả vũ trụ sẽ hỗ trợ bạn, miễn là bạn có đủ niềm tin và quyết tâm đạt được. Vậy ngay lúc này, hãy nói với vũ trụ rằng: vũ trụ rất giàu có, vũ trụ chu cấp mọi thứ mà tôi cần ngay lúc này. Tôi sẵn sàng hành động với mọi cơ hội đưa đến. Tôi tin là như vậy. Hãy liên tục nhắc nhở mình ít nhất là 2 lần mỗi ngày. Khi đó, sẽ có hàng tá cơ hội, tình huống xảy đến với bạn để giúp bạn có thêm tiền. Chúc các bạn thành công. Hãy sở hữu sách để khám phá thêm sự kỳ diệu của luật hấp dẫn và tiền bạc. Sở hữu ngay.